Khang bị bệnh gì thưa chị? Autism là bệnh Việt Nam nó gọi là tự kỷ á. Là Khang bị từ bao lâu rồi? Lúc em diagnose là em khoảng 18 tháng. Rồi bây giờ là em được bao nhiêu tuổi? Em 22 tuổi rồi. Rồi cái bệnh này thì nó có được khỏe hơn hay là có thể tốt hơn nữa không chị? Nó không cái khỏe, nhưng mà em chỉ không có biết nói thôi. Em học cái gì là em nói cái đó, ai dạy, dạy cái gì em nói cái đó. Chứ hỏi em không hiểu. Okay. Xin mời một tràng vỗ tay cho thí sinh Trí Khang với số báo danh 4062. Tương lai một trong chẳng thuộc về ai. Thương lắm, cô sẽ có một cái bấm nút vàng thôi. Trong suốt cuộc thi cô sẽ bấm tặng cho con. Yeah, I love you con. Wow. Tên là Trí Khang, mã số 4062, đến từ St. Louis, Missouri. Em cho tôi ra uống mặn. Mẹ ơi, thế giới mênh mông không bằng nhà mình. Dù cho phú quý vinh quang không bằng có mẹ. Thank you so much. Congratulations. Chào đón thí sinh Trí Khang với số báo danh ngày hôm nay là 4062. Trí Khang sẽ dự thi nhạc phẩm Dòng Thời Gian của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Chúng ta mang sức lớn nữa, có lẽ bao nhiêu đây thôi, cho ta nhìn thời gian trôi. Nhưng em, cái situation của em đã không có fair rồi với mọi người rồi, cho nên tại sao mình không cho em một trọn vẹn những nụ cười và trọn vẹn cái ước mơ trong cái lần này của em, trong cái cuộc thi này của em? Tại sao mình không cho em một cái nút vàng thực sự để cho em được vào trong? Anh còn... hy vọng những ban giám khảo, anh chị ban giám khảo ở đây cho em được một lần xuất hiện thêm một lần nữa tại sân khấu này, trình diễn thêm một lần nữa, nở nụ cười của em nha. Tôi đồng ý với cái idea là đặt cách cho Trí Khang vào vòng sau với tư cách là một thí sinh đặc biệt để mà được vào vòng chung kết. Congratulations! 1, 2, 3! Yeah! Khi mới tham gia The Nail Voice em rất là sợ. Em sợ vì em không biết nhiều tiếng Việt. Em lắng lo em không có ai ủng hộ mình. Em lại sợ mình được hát cũng không hay. Nhưng số em hèn khi em hát lên ai cũng cười. Em được gia đình và bạn bè thương dung em. Nên đến hôm nay bao ước mơ em vẹn toàn. Em thật xúc động và biết ơn The Nail Voice. Em thật xúc động và biết ơn The Nail Voice. Và ngày hôm nay Trí Khang sẽ đến với phần thi chung kết của mình ngày hôm nay. Và với nhạc phẩm Cây Vĩ Cầm, sáng tác của Lê Yên Hoàng. Một tràng pháo tay chào đón thí sinh Trí Khang với số báo danh 4062. Em chào tất cả.
Em tên là Chi Khang, mã số 4062, đến từ St. Louis, Missouri. Và sau đây em sẽ chơi bài nhạc phẩm Cây Vĩ Cầm của nhạc sĩ Lê Yên Hòa. Xin mời quý vị tập thân. Sàng chưa hôn lên tay cha cây vĩ cầm vẫn ngân nga hàng đêm bay máy vào một thời ấu thơ là cây vĩ cầm trời bao giống bao tháng năm kiếp người vẫn còn với cha cây vĩ cầm bao năm tìm cha cuốn bao dung vào tim con nồng nàn yêu thương chùa ngơ lên cao cháy lên bừng trong mắt con hy vọng trai sàng chưa hôn lên tay cha cây vĩ cầm vẫn ngân nga hàng đêm bay máy vào một thời ấu thơ là cây vĩ cầm trời bao giống bao tháng năm kiếp người vẫn còn với cha xuân chua
you con. This is a beautiful job. Dạ, đây là chị Hiền, đây là mẹ của bé Chi Khang. Dạ, mời giám khảo Minh Tuyết. Hai con, hai Chi Khang. Con mới biết, khỏe không? Cô khỏe, thank you. Cũng như là cái vòng bán kết. Thì thực sự với cô thì khi Khang hát thì cô thực sự không biết viết cái nốt gì dưới đây nữa. Tại có không có thể viết được. Không viết tức là có nghĩa là viết nhiều lắm luôn á. Dạ. Bởi vì với cô thì cô thấy rằng là cô ngồi đây được nhìn thấy con và được nghe con hát, được thấy được cái niềm đam mê âm nhạc của con giống như cô, nó giàu dạt tới như thế. Và chỉ mong rằng là con sẽ được hát hoài, hát mãi cho đến hết cuộc đời của con. Và luôn luôn bên cạnh con sẽ có những người yêu thương con như bố, như mẹ. Cô nhìn cái áo của con bận, cô mới biết là cái tình yêu thương của bố mẹ con nó giàu dạt tới mức độ nào. Bởi vì cô đã từng ngồi kết hộp nó lâu lắm con, và nó rất là cực. Nhưng mà mỗi lần con lên đây, bố của con đã làm tất cả những bộ đồ cho con, kết từng cái hột một, mỗi cái hột đó là một cái tình yêu thương của bố dành cho con, cũng như của mẹ con dành cho con. Thì cô không mong muốn gì hết, chỉ muốn là con sẽ mãi vui vẻ, mạnh khỏe và sống và hát với cái niềm đam mê âm nhạc của con. Chứ bây giờ kêu cô church, cô không biết church gì hết, chỉ có biết là nói một câu là I love you. Thank you, cô Minh Tuyết. Yes, cảm ơn của Minh Tuyết. Thank you. Want to say something to Minh Tuyết? Cảm ơn. Thank you. Thank you. Mời giám khảo Johnny Dũng. Chú rất là thích cái cách của con trong những cái vòng trước, ngay cả cái vòng bán kết rất là dễ thương. Và tới vòng này con tạo được cái sự rất là cố gắng, rồi những hình ảnh rất là đẹp, rất sân khấu, hát rất là chân tình, rất là dễ thương. Nhưng mà cho chú được góp ý với con như một như những anh chị em thí sinh ca hát ở trên đây, để con có thể được bước thêm cho thật là vững chãi, thật là hay nữa. Bài hát này hôm nay, bài hát là một bài hát hay, nó có cao trào, nó có những cái nốt rất là dễ thương. Nhưng có lẽ vì gần sát giữa bán kết đến chung kết, con chưa có nhiều thời giờ để tập, cho nên cái nốt nó còn hơi bị chao đảo, nó lên xuống chưa được thuận trong lỗ tai của mình. Nhưng mà những cái nốt cao thì con lại lên rất là dễ thương. Overall con làm cũng khá tốt. Chỉ cần là tập cho kỹ, cho thuộc hơn thì chú nghĩ là sẽ còn đi xa hơn nữa. Chúc con đã cố gắng đạt được cái bài hát này một cách trọn vẹn ngày hôm nay. Cảm ơn em. Xin cảm ơn em Johnny Dũng. Cô Minh Tiếp mà là em Johnny Dũng. Rồi, mời giám khảo Thiêm Nguyễn. Thôi, chúc mừng con được đứng trên sân khấu ngày hôm nay. Anh và mấy cô chú cũng rất là thấy là vui vì là con luôn luôn mang những cái tinh thần tích cực và khuôn mặt lúc nào cũng cười và vui vẻ trong bài hát. Cảm ơn con nhé. Con cảm ơn. Chị nghĩ là Tim cũng hơi bắt đầu trao đảo một tí về cái đầu rồi. Tại sao lại anh mà lại kêu nó là con? Mà... Thấy không? Bắt đầu ớ, nãy xưng là anh. Chị bắn loạn rồi. Đó, mà... xưng trên... là anh. Trên đây thì em lại nghe là con cảm ơn cu Tim. Không hiểu như thế nào ấy. Dạ, em dễ xin mời chị Kỳ Lan. Chị Khang... phần trình diễn của con luôn luôn mang đến những cái xúc động rất lớn đến cho người nghe và người xem con. Cô nghĩ rằng là để chấm điểm khó lắm, là tại vì tất cả mọi người đều yêu con. Yêu con qua con người của con. Đối với mọi người nhìn vào là một angel đến với trái đất này, mang cái đẹp và cái thánh thiện và sự trong sạch của một con người, mà không phải trong chúng ta ai cũng có thể giữ được cái điều đó. Cho nên rất quý con và cảm ơn con đã đến với chương trình The No Voice để hát và trình diễn
tận từ trái tim của con. Con hát với tất cả những đam mê. Như cô Minh Tuyết nói, không gì bằng. Con hãy hát, hát mãi, hát cho đến khi nào mà chính con là người không muốn hát nữa, chứ không phải ai stop con không được hát. Cho nên một cuộc thi không thành vấn đề với con. Thắng, bại là con đã thắng, bởi vì con được hát rồi. Con nhé. We all love you. Cảm ơn cô Trần Thị Như Lan. Cảm ơn cả Như Lan. Trời ơi, còn danh ca nữa cơ. Đứt cả ruột đó, thương thiệt. Ai cũng chúc hát mãi, coi như là bà ngoại nó mệt rồi đó. Dạ, hồi nãy thấy hả? Dễ thương ha. Đây hai duyên quá. Always. Dạ, hồi nãy thấy nhạc sĩ Đồng Xuân đứng lên và vỗ tay cho em. Thì xin mời nhạc sĩ vừa ngồi vừa phát biểu. Chí Khang là một thí sinh danh dự của cái vòng chung kết này. Cảm ơn Chí Khang đã đến với cái chương trình bằng một bài hát rất là cảm xúc. Một bài hát rất là hay, cảm động. Con đã hát bằng cả cái tâm hồn của mình. Và cái cảm âm của con cũng thật là tốt nữa. Ngoại trừ cái câu cuối cùng thôi, con hát hầu như là không bị phô đó. Đó là một điểm rất là đáng khen. Và sau cuộc thi này, tôi tin rằng là con là một tấm gương đẹp cho tất cả những gia đình có cùng một hoàn cảnh. Nhìn con để mà hãnh diện. Hồi nãy tôi đứng lên để vỗ tay đó, thì đó là một cái lời cảm ơn đến gia đình đã sinh ra Khang, đã đem Khang đến với cuộc thi này như là một viên ngọc quý cho chương trình và là một kỷ niệm thật khó quên cho chương trình The Male Voice. Cảm ơn. Cảm ơn nhạc sĩ Đập Sơn. Cảm ơn chị Khang. Xin quý vị một tràng pháo tay cho một tiết mục tuyệt đẹp trong chương trình The Male Voice. Chi Khang. Thank you. Cảm ơn con. Ôi mẹ khóc rồi, thương mẹ không? Đứt ruột đứt gan.